ăn được ngủ được là tiên, mà còn ăn ngon ngủ ngon nữa là chắc thăng thiên lên thượng thần rồi. Mình thì không có mơ ước cao sang gì trơn á, chỉ cần ngày nào cũng được ăn cái món mà mình thích, ngủ cùng với người mà mình yêu là quá hạnh phúc rồi. Còn nếu mà chưa có yêu ai á thì tự yêu bản thân mình nè. Nói lạp xạp dài dòng vậy thôi chứ bữa đó mình lại đi ăn ở lễ hội ẩm thực, khúc này là người ta kêu đứng chụp hình với lại cái biểu tượng Olympic, xong là sẽ được cho một lon nước ngọt. Còn cái bé thì là bạn mình, khoái lắm, khoái cuốn dữ lắm. Công nhận ở Nhật có nhiều ngày nghỉ mà cũng nhiều lễ hội dễ sợ. Cái đây là lễ hội ẩm thực của vùng Sapporo, là cái chỗ mà mình ở đó. Quá chừng đồ ăn luôn, chọn tới chọn lui mình chọn cái món này. Người ta xếp hàng chờ dài dài luôn. Đường cái bên Nhật á, món ăn trên hình nó y chang những cái món ăn mà mình nhận được, chứ không phải giống như cái câu cửa miệng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đâu nghe. Cái vàng vàng này nè, hồi đầu mình nhìn hình mình tưởng là trứng không à, ai có dè đâu, nó là trứng thiệt đó. Gì biết làm sao không? Mình thấy người ta xịt ra từ trong cái bịch chứ không phải là đập ra từ quả trứng, nên mới có một cái câu nó chất quớt vậy. Còn cái miếng đỏ đỏ tái tái đó là thịt bò. Quên, miếng trứng nhìn miếng thịt bò ăn vô ngất ngây con gà tây. Món ăn này nó có một cái sự kết hợp quá là nghệ thuật rồi. Để mình tả từ từ chi tiết cái vị của cái món ăn này cho các bạn hiểu kỹ hơn nghe. Trước tiên là cái phần bò cho 10 điểm cộng luôn, vì nó quá sức là mềm mại. Mặc dù là người ta chỉ làm tái tái thôi nhưng mà ăn nó rất ngon, không có bị nồng mùi gì trơn á. Tiếp đến là cái phần trứng, không hiểu người ta làm sao mà xịt trong từ cái bịch mà nó là trứng nha, nhưng ngon lắm. Lòng đỏ trứng nó dẻo quẹo mà còn béo béo nữa. Phần cơm được chan nước sốt ngọt ngọt mặn mặn, ăn rất là bắt vị. Nói chung là cái món đó là một sự kết hợp hoàn hảo, xuất sắc 10 điểm. Ăn tới hôm nay mà mình còn thèm, còn nhớ dung da diết nữa. Đúng là không hổ danh lễ hội ẩm thực, cái món quỷ yêu gì cũng có. Chỉ có điều là tiền không có đủ mà ăn hết thôi. À mà xí khoan đi, ánh mắt mình đã va phải mấy con hào rồi. Gì chứ nói thật nha, hào là chân ái của đời mình, là tâm điểm của vũ trụ, là tình yêu to bự của thế gian. Mình tuy không có đào hoa nhưng mà là đạo hào nha, thích ăn hào dữ lắm. Chàng ơi, cái con hào nó ú na ú nần ú vừa nguyên cái miệng của mình luôn. Cảm giác mà nha, cái con hào ngập mồm luôn, nó đã dễ sợ tơi. Tới con này là hào tẩm bột chiên, đáng lý ra là phải cho cả con vô miệng nó mới đã, nhưng mà vì sự nghiệp quay phim cho các bạn xem cho kỹ cho nên là mình cắn làm đôi nè. Hàu mà tẩm bột chiên ăn nó cuốn còn hơn cái bánh xe bò. Bên ngoài thì giòn giòn cứng cứng, bên trong thì mềm mềm béo béo. Món ăn gì mà vừa cứng vừa mềm đúng đỉnh luôn. Ăn no rửng mỡ là đúng mà. Tới khúc này mình ra công viên làm khùng làm điên nè. Đây cũng là một trong những cái biểu tượng của thành phố Sapporo mà mình ở đó. Để tăng thêm phần sung sướng và trọn vẹn một ngày hạnh phúc thì mình quyết định đi uống trà sữa. Lâu rồi, ngang lâu lắm rồi mới uống lại gong cha đó. Tự vì thấy bên đây có cái loại trà sữa mới có lớp kem béo ở mặt trên nữa kìa. Vị trà sữa ở bên dưới khá là nhẹ nhàng, còn cái phần kem béo ở trên thì quá là đậm sâu. Mà mình là mê nhất cái món kem béo ở trên đó. Mặc dù là biết ăn ba cái đồ này sẽ ốm đẹp dữ lắm, nhưng mà biết sao được, ăn uống là đam mê bất tận. Hễ mà ai có cùng đam mê thì nhớ theo dõi mình để xem mình ăn tiếp những món khác nghe.